Hi các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Tachaba.com. Và trong video này mình sẽ chính tay để review cho các bạn về sản phẩm loa Bluetooth B88 và B89 ha, Kiomix chính hãng. Và cái sản phẩm này có cái âm thanh khá là chắc luôn, tặng kèm cái mic có dây các bạn nữa. Cái sản phẩm mình mua với giá là 142.000 trên Sen Đỏ. Thì bây giờ mình cùng các bạn mở sản phẩm này ra cũng như là khám phá ca thử bài xem chất âm như thế nào và anh em có nên đầu tư không. Thì bây giờ mình sẽ mở ra ha. Đây. Cái sản phẩm này thì anh em có thể mua thêm một cái sản phẩm mic karaoke nữa là ok ha. Những cái loại mà mic không dây á, ví dụ giống như là V10, V12, V10 thì mình đã có video rồi. Còn V12 thì sắp tới mình cũng sẽ ra video cho anh em luôn, để anh em có thể mua về sử dụng, nghe được cái chất âm thử xem nó hay hay không rồi có thể mua về sử dụng ha. Đây, đóng gói cũng khá là kỹ, này là bên trong của sản phẩm. Trước khi nữa bạn nhìn ngoài thùng ha, ở đây nó có để chữ V89 nè, và đây để chữ BT, ở đây có để cái thương hiệu của nó là Kiomix. Và dưới đây thì nó có để bắt được là USB nè, thẻ mà nhớ nè, FM nè, và có thể sử dụng cái cổng để dắt bông sen để cấp nguồn luôn. Ở đây thì nó có để hai cái mã V88 và V89, nhưng mà ở đây nó không có nói là cái V nào, nhưng mà để đây là cái màu đỏ ha, màu red, tại vì mình đặt màu đỏ mà. Đây thì nó sẽ có để một cái dãy màu, chắc có thể là cái sản phẩm này nó rất là nhiều màu. Bên đây thì nó có để những cái thông số, nhưng một lát mình sẽ đọc những cái thông số bằng tiếng Việt á, nhưng mà tiếng Anh thì mình không rành mấy. Bên trong thì các bạn sẽ bao gồm một cái, đây, một cái mic có dây tặng kèm bỏ trong một cái bọc như vậy. Và đây là một cái chiếc loa của chúng ta, mình sẽ lấy loa ra và cái hộp này mình sẽ để kham bên ha. Thì tất cả sản phẩm này thì được bỏ trong một cái túi bóng như vậy, khá là đẹp nha các bạn, nhìn rất dễ thương luôn. Bên trong thì nó sẽ tặng kèm cho các bạn một cái chiếc mic. Đây là loại mic có dây nha các bạn. Thì cái mic này thì các bạn có thể cắm dây này vào. Đây, dây đây, bạn có thể cắm vào đây. Đó, và kèm theo các bạn là một cái cổng dây sạc để các bạn có thể cấp nguồn sạc cho cái chiếc loa này của chúng ta. Mình sẽ để nằm như vậy ha, cho dễ quay. Đó, đơn giản phụ kiện của nó thì gồm những cái sản phẩm này. Thì mình cũng sẽ chuẩn bị cho các bạn một cái mic không dây nữa. Thì một lát mình sẽ ca thử xem cái sản phẩm này với sản phẩm mic không dây á, thì nó sẽ khác như thế nào ha. Bây giờ trước khi vào cái hát á, thì mình sẽ nói sơ qua về cái thông số kỹ thuật của sản phẩm này. Khi mà các bạn mua sản phẩm này á, thì các bạn sẽ được bảo hành 6 tháng nè. Và cái công suất của sản phẩm này á, là từ khoảng 20W ha. Và cái sản phẩm này thì nó sẽ là cái sản phẩm chính hãng nha, có logo của Kiomix luôn. Còn những cái sản phẩm mà không có logo thì cũng là cái sản phẩm nữa, nhưng mà họ nói là không phải là hàng chính hãng do Kiomix sản xuất, nhưng mà các hãng khác ha. Hỗ trợ nghe nhạc và kết nối không dây với những cái thiết bị ngoài. Ngoài ra thì các bạn còn có thể thích hợp thêm cái cổng nghe nhạc USB, thẻ nhớ nè. Thì các bạn có thể có những cái thẻ nhớ thì các bạn có thể lắp trên đây ha, USB, thẻ nhớ T luôn nè. Và USB thì các bạn có thể lắp trên đây để các bạn nghe, và các bạn có thể thưởng thức được cái nhu cầu nhau cùng nghe nhạc của bạn nè. Hay là các bạn có thể sử dụng nó là một cái thoa phóng thanh để các bạn bán hàng hay là quảng bá hướng dẫn hay là ca hát giải trí đều được ha. Cái sản phẩm này thì các bạn sẽ có cái núm xay ở đây để các bạn có thể điều chỉnh được cái âm lượng của nó, cũng giống như là có nút cộng nút trừ. Thì cái này là âm lượng mic nha các bạn. Và cái lo này cũng có cách là các bạn điều chỉnh cái âm lượng của lo, thì các bạn bằng cách là nhấn nút đây, nó có thể chia volume cộng nè, các bạn nhắn giữ ha, hay là như volume trừ thì các bạn cũng nhắn giữ luôn, thì nó hiển thị trên cái màn hình đèn led cho các bạn biết. Thì cái sản phẩm này mua thì họ tặng kèm theo cái micro, họ tặng kèm, và cái shop này họ nói là cái micro này là họ tặng kèm thôi chứ không có kèm theo cái sản phẩm này ha. Cái sản phẩm này chỉ có lo thôi, và cái micro là họ tặng kèm thêm cho các bạn. Và cái sản phẩm này thì các bạn cũng lưu ý là khi mà họ tặng thì họ tặng kèm cái micro có dây như vậy, thì các bạn có thể yêu cầu mua thêm cái micro không dây ha, thì họ sẽ hướng dẫn cho các bạn mua, hay là các bạn tìm trong shop luôn, mua thêm luôn. Màu sắc thì mình thấy ở đây nó có 3 màu sắc để các bạn lựa chọn nè, màu đen, màu đỏ và màu xanh. Và chất liệu mà làm lên cái dòng lo này là chất liệu ABS nên nó sẽ bền và rất là nhẹ ha. Thì cái lo này thì cái mã của nó chung chung là P88 và P89 luôn. Cái tần số đáp ứng của nó là 100 kHz cho đến 100 Hz cho đến 20 kHz, và cái công suất thực của nó là 20W, thì nãy mình cũng đã nói rồi.
hỗ trợ nghe nhạc thì rất là nhiều cái nền tảng khác nhau. Ví dụ các bạn có thể nghe nhạc MP3 từ USB, từ thẻ nhớ, hay là có thể thử sử dụng cái cổng này để xuất ra trong điện thoại cắm để nghe, hay là kết nối Bluetooth luôn. Khoảng cách kết nối của nó là tầm khoảng 10m nha các bạn. Và cái dung lượng pin của sản phẩm này á là nó là 1800 mAh. Và cái nguồn các bạn sử dụng sạc á, thì các bạn sử dụng cái cổng sạc bình thường thôi, cổng sạc 5V bình thường của sạc điện thoại là sạc dự phòng đều được ha. Thời gian sử dụng của nó thì tầm khoảng 3 đến 6 giờ, và phụ kiện của nó thì một cái mic có dây đầu, cái đầu chuẩn 6.5 này để các bạn có thể ghim vô luôn. Và cái sản phẩm này có kích thước tổng thể của nó khá là nhỏ, là 18.5cm và nhân cho 13 nhân cho 24cm ha. Và cái hàng này họ cam kết cho bạn là sản phẩm 100% mới và hàng chất lượng. Thì cái sản phẩm này thì mình sẽ review cho các bạn cụ thể về chất lượng âm thanh. Và trước khi đến chất lượng âm thanh á, thì mình sẽ vào những cái nút bấm cũng giống như là xung quanh. Thì các bạn nhìn đây, đầu tiên là các bạn phải nhìn ở trên các cổng ha. Cổng đây là cái cổng mic 6.5, thì các bạn có thể cắm mic vào đây để hát. Đây là cổng thẻ SD nè, có để chữ TF, USB để đây. Và cổng DC 5V này sử dụng để sạc. Cổng AUX này các bạn để sử dụng để sử dụng âm thanh ngoài để cấp lên, để phát qua loa này ha. Và đây nó có một cái nút bật tắt để các bạn có thể bật tắt được cái loa này. Khi mà bật qua thì cái loa nó sẽ nói chuyện ha. Đó. Ở bên dưới á, thì các bạn sẽ có gồm 5 nút nhắn và một cái volume. Cái volume này á, tượng trưng cho cái việc mà các bạn chỉnh được cái độ vang của mic, cũng giống như là cái tiếng thu của mic lớn hay nhỏ. Và các bạn có nút, đây là nút nét tới, nét bài tới và nét bài lui ha. Đây là nút dừng bài. Và ở đây nó có một cái nút volume trừ, có nghĩa là các bạn sẽ giảm cái âm lượng của cái loa bằng cái nút này, hay là volume cộng thì các bạn có thể tăng âm lượng. Ở bên đây á, nó có nút mode. Nút mode này thì khi mà các bạn nhấn vào á, bật lên thì cái đầu tiên của nó là đã mode vào cái tính năng của cái loa này là Bluetooth. Bây giờ mình sẽ mode thử cho bạn nhé ha. Đây, đầu tiên các bạn vào là Bluetooth nè. Bluetooth mode. Mình nhấn cái nè. Đó, là nó sẽ qua tính năng khác. Mình nhắn cái nữa, nó FM. Một cái nữa đó. Còn về cái phần cổng âu á, thì các bạn chỉ cần có dây âu ha, cắm vào thôi là tự động nó nhận dạng quá ha. Và đây là các bạn sẽ nhận được, chỉnh được cái. Ở đây thì nó có một cái màn hình để hiển thị luôn, mình sẽ nét cho bạn coi ha. Khi mà qua video nó hơi giật giật, thì các bạn có thể điều chỉnh cái âm lượng và cái màn hình này. Về cách sử dụng cũng như là thao tác của các phím á, thì mình cũng đã review cho các bạn, cũng như là hướng dẫn cho các bạn. Ở đây thì cũng có tích hợp một cái đèn led nữa để các bạn có thể tạo nên cái sóng động cho nhạc ha, và nó sẽ chớp theo nhạc. Và cái xung quanh này á, thì nó sẽ là một bằng một cái miếng sắt ha. Bên trong miếng sắt thì nó sẽ còn một cái màng bọc nữa để giảm được cái âm nhiễu của lo, cũng như là tránh được bụi vào lo. Thiết kế thì nhìn khá là hầm hố, có tai sách luôn bạn. Này, khá là đẹp. Ở dưới thì nó sẽ còn có 4 cái chân đế để giúp đặt lên cái mặt phẳng nó sẽ dựng hơn. Thì nói nhiều thì các bạn mua về thì các bạn có thể tìm hiểu hơn ha. Mình nói hết thì các bạn đâu còn gì để tìm hiểu nữa. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn để kết nối cái Bluetooth của cái thiết bị lo này với một cái máy tính bảng, để mình sẽ mở nhạc thử cho các bạn nghe là khi mà hát trên cái sản phẩm này thì nó như thế nào, cũng giống như là khi mở nhạc thì cái âm thanh nó sẽ ra sao. Cái điều đó là cái điều mà anh em quan tâm nhất khi mà mua những cái thiết bị lo, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ giảm cái độ sáng lại, các bạn để nhìn cái màn hình nó dịu hơn ha. Đầu tiên thì mình sẽ mở Bluetooth của cái thiết bị mình lên. Và mở Bluetooth đây lên, mình sẽ bấm vào cài đặt phía ta. Bluetooth mode. Các bạn bấm vào Bluetooth và các bạn tìm đến cái chữ B88 đây và kết nối ha. Thấy chưa? B88 thì các bạn mua về thì các bạn sử dụng các bạn sẽ thấy. Và đây là cái âm thanh của cái sản phẩm này thì mình đã tăng lên hết mức rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở cho các bạn nghe một cái bài nhạc ha. Đây. Cái bài nhạc này khi mà mình mở mình sẽ để âm lượng nó hết lốc luôn ha. Đó. Đó. Các bạn nghe thử cái khúc nhạc này xem nó như thế nào ha. We'll be right back.
các bạn thấy chưa, âm bass, âm chép khá là mạnh mẽ. Và cái lo này tuy rằng nó nhỏ gọn như vậy thiệt, nhưng mà tạo ra một âm lượng khá là lớn, đủ để các bạn có thể thể hiện và ca hát thoải mái với tầm khoảng 10 đến 15 người trong một cái phòng nhỏ hay là ngoài sân thì đều được ha. Nhỏ gọn dễ bỏ vào cốp xe mang theo nữa. Thì bây giờ mình sẽ thử hát karaoke một đoạn bằng cái mic có dây này trước, và mình sẽ hát thêm một cái đoạn bằng cái mic không dây sau để xem bạn xem cái âm thanh nó có khác nhau không ha. Thì bài hát thì các bạn cũng thông cảm, do vấn đề bản quyền nên mình cũng phải lựa những bài hát mình hát nó không có vi phạm bản quyền ha. Đây, mình sẽ đầu tiên là mình sẽ cắm mic vô trước đã. Mình sẽ alo alo được chứ. Alo alo 1 2 3 má. Alo 1 2 3 má. Về phòng mic này á thì cái tiếng mình hát mình nói nó thu khá là nhẹ nhàng, và cái mà mình hát thì nó cũng sẽ thu ngay lập tức chứ nó không bị chập chờn gì hết ha. Thì bây giờ mình sẽ thể hiện cái bài hát của mình. Các bạn cùng nghe nửa bài đầu á thì mình sẽ ca bằng cái mic có dây khi mà họ tặng kèm, và nửa bài sau á thì mình sẽ ca bằng cái mic không dây của mình ha. Bắt đầu vô nào. Không dây để các bạn có thể nghe được và cảm nhận được ha. Thì bây giờ mình sẽ đổi mic ha. Thì cái cách mà các bạn có thể sử dụng cái mic không dây á, thì các bạn có thể cắm trực tiếp vào cái cổng USB này luôn ha. Và các bạn có thể set cái mic này vào luôn. Này, cắm như vậy các bạn. Nó để các bạn thể ca được luôn mà không cần phải sạc dự phòng gì hết ha. Mình sẽ thử mic trước. Alo. Alo alo. Về phần này thì nó hơi hú, do mic này nó hút cũng khác hút à. Và khi bằng các bạn ca bằng cái mic có dây á thì các bạn phải chú ý ha. Cái mic có dây nó hút hơn cái mic không dây khá là nhiều, nên các bạn phải lệ hơi xa xa một tí, thì mình để hơi xa xa một tí bạn cũng thông cảm như mình ha. Tại để gần nơi hút á thì mình sẽ quay về cái hướng lo bên kia để cho nó đỡ hút hơn ha. Mình bật lên. Alo. Bây giờ mình tiếp tục cái bài hát nha các bạn. Mình kéo xa xa tí ra cho nó đỡ hút tí. Cuộc sống này lắm phong ba, con không hề gục ngã mẹ. Vì con đường là con đã chọn, vì đam mê con phải theo mà. Để giờ đây con biết dân nhà, sống xa nhà với công việc rất buồn mê. Sống xa nhà
những ngày mưa có vui tiếng lặng mẹ buồn để mẹ khóc nhiều vì con, tại do con chẳng nghe lời để giờ đây mắt mẹ lệ rơi, từng ngày dài mẹ sinh hoài lời này không biết lên đây là để xin mẹ nghe than, con say rồi con mới thẳng rồi mẹ đừng buồn mẹ hãy yêu dung con, cũng thay vì ngày tháng năm chơi làm mẹ cháu sao buồn bã, nên bây giờ con đã hiểu rằng cha mẹ là tất cả đời con. Gọi từng ngày trôi qua mau con đã hiểu tình mẹ dành cho con. Thôi nhiêu được các bạn, thì các bạn cũng nghe mình hát thử á, thì mình sẽ nói về hai cái mic này ha. Đầu tiên á là cái mic có dây á thì cái lực hút của nó thấp hơn, nhưng mà khi mà các bạn ca á thì nó cũng hơi nặng hơn cái loại mic không dây một tí, tại vì do hàng tặng mà các bạn. Còn cái sản phẩm này thì các bạn mua thêm tầm khoảng 150.000 nữa, thì cái link mua cái sản phẩm này á thì mình sẽ để dưới phần bài viết luôn, còn không thì các bạn nhìn bên góc màn hình. Nếu mà các bạn coi đến cái dọc này á thì các bạn hãy nhìn bên góc màn hình tay phải ha, thì mình sẽ để một cái link dẫn đến cái bài review cụ thể về chiếc mic này luôn, thì các bạn có thể bấm vào tham khảo trước khi mua về sử dụng ha. Về sản phẩm Thor này thì mình thấy là cái mức giá nó khá là phải chăng. Các bạn đầu tư á, nó tặng mic rồi nè, các bạn có thể đầu tư thêm một cái combo như vậy, các bạn tầm khoảng 350-400 thôi thì các bạn đã có một cái dàn karaoke mini hoàn hảo mà các bạn có thể đem đi mọi lúc mọi nơi và ca rất là nhiều nơi cũng được. Các bạn có thể đem lưu động khá là đơn giản. Còn về phần các bạn nào kinh doanh á, thì bạn có thể mua để sử dụng nhằm mục đích á, là các bạn có thể quảng bá được cái sản phẩm của mình, hay là khi mọi người đến ủng hộ của mình thì cũng ok cho cái sản phẩm này ha. Còn về phần anh em thì anh em nghĩ thế nào về chất âm của cái sản phẩm này? Nghĩ đến chất âm của cái mic thôi, với lại cái lo thôi nghe, đừng nghĩ chất âm. Nghĩ đến cái âm giọng của mình thì mình ca hay ca giỏi gì mình cũng phải ca một khúc để cho các bạn nghe và cảm nhận được cái chất âm của lo, thì các bạn mới quyết định các bạn có nên mua hay không về sử dụng chứ. Quai sách khá là tiện gọn nhỏ gọn ha. Bạn thấy đây quai sách khá là nhỏ gọn. Thiết kế khá là tinh tế, màu sắc thì tùy theo các bạn lựa chọn thôi. Màu đen hay là màu xanh, màu đỏ tùy theo các bạn. Thì trong video này mình cũng đã trên tay để review cho các bạn về sản phẩm là loa Bluetooth Qmix 9 hãng P88 và P89 và có tặng kèm mic có dây luôn để các bạn có thể karaoke mọi lúc mọi nơi. Với cái mức giá mình mua chỉ chưa tới 150.000 nữa, thì các bạn nghĩ thế nào về cái sản phẩm này? Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay cũng giống như là hỗ trợ các bạn á, thì các bạn hãy bấm like, share, giống như là subscribe kênh Tachaba.com của mình. Về bằng link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới phần bài viết nè, phần mô tả video á, ở dưới mình có để link và các bạn có thể bấm vào phần bình luận ha, cái link đầu, cái bình luận đầu mình ghi để các bạn mua. Và bạn nhớ ha, vào trong link thì nên kéo xuống dưới, tại phần trên thì mình sẽ để những cái chương trình khuyến mãi, các bạn kéo xuống dưới để mua với mức giá tiết kiệm nhất. Còn bây giờ thì mình xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.